Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình nhé. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm một loại kẹo Tết nữa, đó chính là món bánh bông tuyết sô-cô-la. Một loại kẹo vừa đẹp mắt mà lại vừa rất là ngon. Cách làm món kẹo này rất là dễ, các bạn hãy thử tự tay làm để Tết này đãi khách nhé. Và nguyên liệu để làm cái món bánh bông tuyết sô-cô-la này sẽ gồm có một trăm gam bơ lạt, tiếp theo là 100 gam bột kem béo. Đây là bánh quy mặn mình dùng 250 gam, và mình sẽ dùng 2 thanh sô cô la màu hồng dâu tây, mỗi một thanh là 100 gam. Các bạn có thể sử dụng các cái màu khác cũng được. Tiếp theo là các cái loại hạt và loại mứt hoa quả mà các bạn yêu thích nhé. Còn đây là cái phần marshmallow mình tự làm, và mình đã có chia sẻ cách tự làm marshmallow rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi làm bánh bông tuyết. Để làm bánh thì mình sẽ cho 100 g bơ vào trong một cái chảo, bật bếp lên và để lửa thật nhỏ thôi. Đun cho cái phần bơ của mình nó tan chảy ra hết nhé. Khi phần bơ đã chảy ra hết thì mình sẽ cho cái phần marshmallow mình tự làm vào. Cái này thì các bạn có thể tự làm hoặc là các bạn mua cũng được. Mua ở những cái cửa hàng người ta chuyên bán đồ làm bánh. Nếu mà các bạn tự làm thì nó sẽ cũng rất là dễ và có thể điều chỉnh được cái độ ngọt của marshmallow. Sau đó thì vẫn để lửa nhỏ và mình sẽ khuấy đều để cho cái phần marshmallow nó quyện cùng với lại cái phần bơ nhé. Khi bơ và marshmallow nó đã chảy hết và nó quyện vào nhau như thế này thì mình sẽ từ từ cho cái phần bột kem béo vào. Bột kem béo thì các bạn chia ra, mình cho làm 2 đến 3 lần, mỗi lần cho một ít vào. Sau đó thì mình sẽ đảo đều để cho cái bột kem béo của mình nó không bị vón cục. Sau khi cho hết bột kem béo và đảo cho cái hỗn hợp của mình nó quyện lại với nhau, nó mịn như thế này, không bị vón cục, thì mình sẽ cho những cái hạt và các cái loại mứt trái cây vào, sau đó trộn đều lên. Bánh bông tuyết này thì chủ đạo của nó sẽ là bánh quy mặn, cho nên là những cái hạt và mứt trái cây, hoa quả thì mình sẽ cho ít thôi. Sau khi trộn đều thì mình sẽ tắt bếp đi và đổ cái phần bánh quy mặn vào. Tiếp tục trộn đều lên. Những cái nguyên liệu này thì các bạn có thể mua ở trên Shopee hay là ở những cửa hàng chuyên bán đồ và dụng cụ làm bánh nhé. Người ta có bán lẻ và có bán theo set thì các bạn có thể mua theo sở thích ăn của mình. Trộn đều xong thì mình sẽ chuẩn bị một cái khay để đổ bánh. Và khay này thì mình sẽ lót sẵn giấy nến, hoặc các bạn có thể sử dụng màng bọc thực phẩm các bạn lót vào cũng được để cho nó chống dính. Sau đó mình sẽ múc cái phần bánh đổ vào trong cái khuôn. Và mình sẽ dàn đều nó ra nhé. Các bạn thích làm dày hay mỏng thì tùy theo các bạn. Mình đổ vào khuôn và mình dàn đều nó ra là được. Thích bánh nó dày thì các bạn có thể cho nhiều. Còn thích mỏng mỏng thôi thì các bạn cho ít và các bạn chia ra làm 2 khuôn. Mình sẽ ấn chặt và dàn thật phẳng cái phần bánh của mình. Tiếp theo đây là cái phần sô-cô-la. Thì mình sẽ thái nhỏ nó ra
và đem đi hấp cách thủy cho nó chảy cái phần sô-cô-la này ra. Sô-cô-la này thì nó có màu đen, màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu vàng, rất là nhiều màu. Thì tùy các bạn có thể lựa chọn những cái màu mà các bạn thích, những cái vị nó khác nhau. Mình sử dụng màu hồng của dâu tây, nó vừa có màu đẹp mà nó lại vừa rất là thơm. Mình cắt nhỏ sau đó cho vào trong cái bát và sẽ bỏ vào một cái nồi nước nóng để mình cách thủy cho nó chảy ra nhé. Nước nó đủ nóng thì các bạn tắt bếp đi nha. Sau khi cách thủy cho sô-cô-la của mình nó chảy hết ra thì mình sẽ đổ luôn cái phần sô-cô-la đấy lên cái bề mặt của cái khay bánh ban nãy và sẽ dàn mỏng nó ra để phủ kín cái phần sô-cô-la lên cái bề mặt bánh của mình. Phủ lớp sô-cô-la lên bề mặt của cái khuôn bánh của mình xong thì mình sẽ cho cái khuôn bánh này của mình vào trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng tầm 2 tiếng là nó sẽ cứng lại và lúc đấy thì mình có thể cắt bánh được nhé. Và đây là phần bánh bông tuyết của mình đã cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh được 2 tiếng rồi các bạn. Lúc này thì bánh đã cứng lại rồi, cái bề mặt sô-cô-la nó cũng đã cứng lại. Mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn và cắt để cho các bạn xem thành phẩm bánh bông tuyết của mình như thế nào nhé. Khi cắt thì các bạn có thể cắt dày hay là cắt mỏng thì tùy theo sở thích của các bạn. Nhé. Đó, bánh cắt ra các bạn có thể nhìn thấy bên trên được phủ một lớp sô-cô-la màu hồng dâu rất là đẹp. Và ở giữa là những cái lớp bánh quy rồi các cái hạt, các cái loại mứt, trái cây, hoa quả. Kết hợp cùng với lại cái phần bơ, phần sữa và kẹo marshmallow. Nhìn bánh rất là ngon. Bánh này thì cũng rất là mềm và dễ cắt nha các bạn, không hề bị cứng đâu nha. Sau khi cắt bánh xong thì các bạn có thể phủ lên bên trên bề mặt một lớp đường bột hay là một lớp cơm dừa, nhìn cho nó đẹp mắt hơn cũng được. Và bánh này khi mà mình ăn thì nó vừa có cái vị ngọt thơm của sô-cô-la dâu tây này, vừa có cái vị bùi, vị ngậy của hạt và cái phần bánh quy mặn, lại vừa có cái vị mà thơm béo dẻo dẻo của bột sữa béo và kẹo marshmallow nó kết hợp lại với nhau, tạo nên một món bánh rất là ngon. Bánh thì ăn nó vừa mềm lại vừa giòn xốp, không bị dai và không bị cứng nha. Các bạn hãy thử vào bếp và làm ngay cái món kẹo rất là hấp dẫn này để Tết này đãi khách nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.